Ok, xin chào các bác. Thì ngoài trời đang là mưa khá to các bạn, thì hy vọng là các bác có thể nghe rõ được. Thì hôm nay em có cái món hàng khá là hay các bạn. Đây là những cái linh kiện để mình sẽ lắp ráp được một cái tai nghe các bạn. Thì cái tai nghe này nó có cái điện trở là 150 ohm. Thì em sẽ mở hộp nó và thử hàn nó lại và thử nghe nó trên cái điện thoại LG nhà mình xem nó thế nào nhé. Ok, mình sẽ mở hộp nó. Cái này ship ở mãi bên nước ngoài về các bạn. Cái thời gian ship của nó khá là lâu, mất gần nửa tháng các bạn. Ok, các bác nào mà không thích các bạn mở hộp thì các bác cứ nhắc đi thôi. Đây là cái linh kiện của nó đây, trong này hết rồi. Đây, đây gồm một cái, đây gọi là cái driver ấy. Nó có điện trở là 150 ohm. Cái này là loại nhét ngoài nhé, inverse ấy. Em không đeo được cái dạng chính ear lên em ấy, còn toàn dùng cái in, cái earbud này thôi. Đấy, đây là cái ngoài này. Đấy, và đây là cái một lô những cái housing của nó ấy. Đấy, em sẽ lấy cho một cái. Đấy, các bạn có thể thấy này, rất nhiều. Đó. Đấy, đây các bạn có thể thấy này. Đấy. Thì em sẽ lấy ra một bộ để em hàn thử xem nó thế nào nhé. Ở để đây. Nó có cái mặt đấy này. Đó. Ở đây là bộ dây khá là ngon các bạn. Đây. Đây. Đây là cái dạng dây bạc mà mạ đồng ấy, đồng mạ bạc cái gì đấy, nói chung là cái thông tin em không nắm rõ cho lắm, nhưng mà nó là cái dạng dây ngon luôn đấy. Các em thử lắp ráp như thế nào nhé. Cái dây này hơi to mà liền qua đây thì khá là khó khăn các bạn. Thì cái driver này này nó gắn sẵn vào cái nắp rồi, mà cái nắp này ấy, nó lại ngắn hơn cái nắp của cái housing này các bạn. Nghĩa là em phải cậy cái driver ra. Đây em cậy được một cái rồi đây này. Đấy, em phải cậy này ra. Đấy. Khổ vậy. Ok các bác, em đã cậy được cả hai cái housing ra rồi đây. À, hai cái driver rồi đây. Phải cậy hẳn ra như này các bạn, xong là lắp nó vào cái nắp của cái housing đi kèm cái này mới được. D7000 này cũng được các bạn. Đó. Dùng được là được mà. Đây, em đã hàn xong rồi các bạn. Nó sẽ như thế này. Đó. Đây là cái sản phẩm mà em đã hoàn thành xong rồi. Nhưng mà sau khi em cắm vào cái con V50 em đang dùng đây này, AV30 chứ, AV35, thì nó cũng có hiện là trên 50 ohm. Nhưng mà cái âm thanh của nó cho ra ấy, cái âm lượng ấy, nó khá là nhỏ hơn cái con đây. Em cũng đang có một con earbud như này này. Đây. Đây là cái con earbud Sony MH500. Thì so với âm lượng, so với cái độ to của cái con em mới chế đây này thì nó có nhỏ hơn cái con MH này rất là nhiều. Và không hiểu sao là cái chất âm của nó mình nghe cũng cảm giác nó không được hay gì cả. Phải có cái bí quyết gì ở đây không, nhưng mà nó vừa nhỏ và vừa không được hay cho lắm. Thì mình sẽ thử burn in nó trong một thời gian nữa xem thế nào. Chứ bây giờ cái con MH này nó vẫn, MH500 này nó vẫn ngon hơn rất là nhiều. Thì sau khi em gắn cái keo nó cẩn thận ấy, gắn hết keo xung quanh cẩn thận này, và bọc thêm cho nó cái miếng đệm tai như thế này này, như kiểu cái con MH500 này thôi, thì cái chất âm nó cho ra ấy, nó là một cái khác hẳn so với lúc nãy. Thì tại vì sau khi mình bọc thêm một cái miếng đệm tai như này, nó cho chất âm nó hay hơn rất là nhiều luôn. Nó kín mà, thì nó cho chất âm so với cái con MH500 này này, mình thấy mình thích nghe cái con
tai mình vừa chế hơn. Tại vì cái con MH500 này nó thiên về bát nhiều hơn, cho nên cái giải bát của nó bị lấn những cái giải khác nhiều. Đấy, còn cái con mình vừa chế đây này thì nó cho cái chất âm nó cân bằng hơn. Đấy là mình còn chưa burn in luôn ấy. Thì mình nghĩ là sau này mình burn in một thời gian ấy nó sẽ hay hơn rất là nhiều, và mình sẽ chắc chắn mình sẽ chuyển sang mình dùng cái con mình vừa chế này. Đấy, thứ nhất là cái dây của nó rất là đẹp. Đây mình sẽ cho các bác thấy cái đầu dây của nó này. Đây, đây là cái rắc chữ Y thôi, không phải rắc chữ L. Đó, rắc chữ Y này, các bác có thể thấy nó rất là đẹp. Đó, và nó cũng có cái mic để đàm thoại các bạn. Tại vì cái con MH500 cũng có, nhưng nó hơi bị cồng kềnh. Đấy, khá là tinh tế, khá là đẹp các bạn. À, cái dây này ấy, thì sau khi em cắt và em hàn ấy, thì em mới thấy nó là cái dây, nó như kiểu cái dạng dây bạc ấy, chứ không phải là mạ đồng hay mạ gì đâu. Mình thấy nó dạng dây bạc, nó mình thấy nó rất là tốt và nó rất là mềm, mà nó cũng đỡ rối nữa. Đấy. Đeo con này mỗi cỡ cái housing này thì đúng là cái housing nó hơi 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 xấu thật, nó không được đẹp cho lắm. Đâu rồi, cái ở ngoài đâu rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái housing của nó như thế nào. Đây này, nó như kiểu mấy cái con hàng fake ấy. À, cái housing này và cái driver này nó là fake theo kiểu cái con Zuin PK1 ấy. À, thì trông nó khá là lởm thôi, nhưng mà mình đeo vào nó cũng khá là thoải mái. Tại vì mình không đeo được cái tai in-ear ấy, mình toàn đeo cái tai earbud này thôi. Tại vì cái tai mình không hiểu sao là một bên cái lỗ nó nhỏ hơn một bên lỗ to này, mình khi đeo thường thường cái bên tai trái nó hay bị cấn cấn, nó đau đau, mình không thích. Đấy, thì so với cái chất liệu hoàn thiện thì cái housing nó hơi xấu thôi, nhưng mà được cái là nó rẻ, nó rất là, giá rất là rẻ, và mình đang tạm thời hài lòng với cái chất âm của con này. Nó khá là cân bằng từ bass, chest rồi mid. Cái giải mid của nó khá là hay các bạn, nó khá là rộng đó. Thì sau này mình nghĩ là sau một thời gian burn-in nữa thì nó sẽ hay hơn, và mình sẽ không dùng với con MH500 nữa, mình sẽ chuyển sang dùng con này rồi. Ok, xin chào các bác.